thi leo trèo. Trượt màn hình để tránh các chướng ngại vật. Đây là đối thủ của bạn, bằng qua vạch đích đầu tiên để thắng cuộc đua. Chiếc khiên có thể bảo vệ bạn một lần. Tăng cấp độ khó, cố lên. Chiếc khiên có thể bảo vệ bạn một lần. Làm tốt lắm, chú sóc mạnh hơn nữa muốn thi đấu với bạn. Tăng cấp độ khó, cố lên. Chiếc khiên có thể bảo vệ bạn một lần. Chiếc khiên có thể bảo vệ bạn một lần. Làm tốt lắm, chú sóc mạnh hơn nữa muốn thi đấu với bạn. Chiếc khiên có thể bảo vệ bạn, khiên của bạn đã bị vỡ, có chân đá. Tăng cấp độ khó, cố lên. Làm tốt lắm, chú sóc mạnh hơn nữa muốn thi đấu với bạn.
hay leo trèo. Tăng cấp độ khó, cố lên. Chiếc kim có thể bảo vệ bà một lần. Kim của bạn đã bị vỡ, có chân đá. Làm rất tốt. Tiếp theo, bạn sẽ có thể đánh bại chú sóc mạnh nhất. Chiếc kim có thể bảo vệ bà một lần. Chiếc kim có thể bảo vệ bà một lần. Tăng cấp độ khó, cố lên.